Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12. Như vậy thì trong các clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bộ toán lớp 11 của 3 bộ sách giáo khoa cánh diều chân trời và kết nối đúng không nào? Về cái phần lý và hóa thì thực sự thầy xin lỗi các em là do thầy cũng chưa có thời gian rảnh em. Nếu như mà thầy quay toán xong, sau đó thầy sẽ tiếp tục quay sang là chương trình hóa các em nha. Tại vì có một mình thầy mà quay năm nay thầy sẽ quay toán lớp 9 và toán lớp 12 cả ba bộ nên là nó rất là mất nhiều thời gian em. Trước đây nếu một mình thầy mà quay một bộ, ví dụ như chỉ có một quyển sách toán 12 thôi, nó không có chia thành nhiều bộ, thì thầy nói với em là thầy làm vô tư, làm hết luôn được. Nhưng bây giờ phải ba bộ một mình thầy cày thì thực sự là hơi bị mỏi em, thực sự là như thế. Như vậy thì trong các clip tiếp theo đây thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bộ cánh diều kết nối và chân trời, chương trình toán 12. Thì chúng ta mua sách giáo khoa gì chúng ta đọc trước rồi chúng ta giải quyết lại các hoạt động nha. Thì theo quan sát ấy thì thầy thấy ba cái bộ này thì nó giống nhau, chương 1, chương 2 và chương 3 thì giống nhau hoàn toàn các em nha. Giống nhau về cái cách thức viết của theo các cái khung. Ví dụ chương 1 thì ở bộ cánh diều kết nối với chân trời thì nó cũng đều là về ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Chương 2 cũng vậy, tọa độ vectơ trong không gian, và chương 3 các số đặc trưng nha. Thì thầy sẽ quay cứ chương 1 của bộ cánh diều xong chuyển qua kết nối, sau đó qua chân trời, sau đó quay lại chương 2, nghĩa là thầy chọn bộ cánh diều thầy quay đầu tiên. Các bạn học ở hai bộ sách kia cũng có thể tham khảo trước ở bộ cánh diều, được chưa? Ta sẽ đi sang ở chương 1. Đó chính là ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. Được chưa? Trước đây ở chương trình cũ á, nó gọi là khảo sát hàm số em. Thì ở đây bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 1. Đó chính là tính đơn điệu của hàm số. Như vậy thì để mà học tốt ở nội dung trong cái chương 1 này, ứng dụng đạo hàm, ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, thì trong đây chúng ta thấy có từ đạo hàm này. Và thầy nói luôn là cái quyển sách này, thầy hy sinh quyển sách này, thầy sẽ ghi chép này nọ trong quyển sách này. Có những cái mà thầy sẽ gạch chân hoặc là giải trực tiếp ở trong quyển sách này. Còn đối với các em học sinh thì chúng ta không được viết vào trong sách nha. Chúng ta không được viết vào trong sách mà chúng ta sẽ lấy tờ giấy nháp ra để chúng ta thực hiện, được chưa nào? Thì đừng comment nói sao ông thầy mà cái phong cách dạy của thầy từ hồi giờ như thế. Đã có từ đạo hàm để học tốt cái phần này, đã có từ đạo hàm thì thầy mong các em đây, đây chính là cái bảng đạo hàm mà chúng ta cần phải nắm. Đây, đạo hàm của hàm số sơ cấp cơ bản thường gặp chỉ có ít thôi, còn đạo hàm của hàm hợp, được chưa nào? Thì thầy cũng quay lại, tại vì nó sẽ gặp những cái hàm này, chúng ta khi mà chúng ta khảo sát vị đồ thị hàm số, khi người ta cho bất kỳ hàm nào thì chúng ta sẽ tính được cái đạo hàm của nó, y phẩy, y hai phẩy, để chúng ta mình làm được ở cái dạng này. Nên thầy đề nghị bạn nào chưa thuộc cái bảng công thức này thì ngay lập tức chúng ta phải ôn luyện lại cho thật nhung nhuyễn rồi chúng ta mới học ở phần này mới được. Chứ phần đạo hàm mà chúng ta chưa thuộc công thức hay là chúng ta chưa rành thì không được. Và một phần nữa, đó chính là thầy sẽ nhắc lại chương trình toán 10. Chương trình toán 10 về cái quy tắc, cái quy tắc xét giống. Thầy chưa, từ từ em, tại vì đây là clip đầu tiên mà. Cứ nhớ này, học tới đâu thì chắc tới đó. Tuy nhiên chúng ta phải đọc trước, làm bài tập trước mình xem clip của thầy. Chúng ta đừng có xem clip của thầy trước. Nếu xem clip của thầy trước thì chúng ta sẽ không có tư duy, không động não được. Ví dụ như ở cái hoạt động 1 này, cơ cả phần bài tập mở đầu hoặc là hoạt động 1 thì chúng ta phải làm trước hết đi, cơ cả phần bài tập. Sau khi chúng ta làm xong ở cái bài 1 xong, chúng ta mở video của thầy lên xem. Cái bây giờ các em là lớp 12 rồi, nên là thầy nghĩ chúng ta quá rành cái việc mà học ở trên YouTube
hoặc là trên trên mạng xã hội đúng không nào. Và cái năm này là năm năm cực kỳ quan trọng em nha, cực kỳ quan trọng đối với cuộc đời của mình, tại vì chúng ta thi tốt nghiệp và đại học nên ta phải cố gắng hết sức, được chưa? Nói về toán 12 thì ta nghĩ nó cũng không khó, không khó nha các em nha. Ở trong chương trình toán lớp 10 chúng ta được học về quy tắc xét giống, các cái tam thức, ví dụ như chúng ta có cái hàm số y bằng ax cộng b, hoặc là y bằng ax bình phương cộng bx cộng c, không, thông thường người ta sẽ gặp hai cái hàm này. Cái hàm thứ nhất này người ta gọi là hàm bậc nhất, cái hàm thứ hai là hàm bậc hai, cái đúng không nào? Hàm bậc nhất thì về cái quy tắc chúng ta có một cái câu đó, câu thần chú đó, của cái anh này chúng ta còn nhớ nè, thì chúng ta có câu gì? phải cùng trái khác, hoặc là ngoài cùng trong trái. Cỡ cả anh này cũng vậy, anh này cũng là ngoài cùng trong trái. Thầy sẽ lấy ví dụ của hai thằng này trước nha. Ví dụ thầy cho một hàm số y bằng 2x cộng cộng 4 đi, ví dụ thế, là để minh họa cho cái hàm này thì thầy nói nhanh thôi, tí nữa thầy sẽ vào ở trong đề ba, vào cái bài số 1 là những cái phần này thầy sẽ không nhắc lại nữa, mà cứ thế mà chúng ta làm được nào. Đây chính là cái công cụ cũng như là cái bảng công thức tính đạo hàm này, là cái công cụ để chúng ta học tốt ở cái phần này á. Nếu chúng ta không nắm được những cái này thì trong trình học chúng ta gặp rất là nhiều rắc rối nha. Tại mà những cái này á, nếu bạn nào mà đã nhớ và đã thuộc cái quy tắc xét giống rồi thì chúng ta có thể tua qua video ở cái đoạn này, còn thầy nghĩ đa số chúng ta sẽ cần á nha. Ví dụ cái thầy cho hàm số này thì đầu tiên để xét giống cái hàm số này thì chúng ta sẽ cho cái thằng này bằng không, y bằng không nghĩa là tương đương ở đây là 2x cộng 4 này sẽ bằng không, được nào? Thì khi đó x này sẽ bằng bao nhiêu? Ta chuyển thằng này qua âm 4 chia 2 là bằng âm 2. Khi đó chúng ta sẽ lập cái bảng xét dấu, đúng không? Ta sẽ lập bảng xét dấu như vậy. Thì ở đây x bằng âm 2 chúng ta để đây, thì khi mà x bằng âm 2 thì y này bằng 0, có đúng không? Ở đây là gì? Âm vô cùng, ở đây là dương vô cùng ha. Ngoài cùng trong trái nghĩa là gì? Ngoài cùng nghĩa là cái hệ số A chúng ta này, đây chính là cái hệ số A chúng ta. Ở đây hệ số A chúng ta là bằng mấy? Bằng 2, mà bằng 2 là dương hay âm? Là dương. Thì chứng ngoài cùng ở đây là dương ở đây và âm ở đây. Ngoài cùng này, hay là nó cách khác là phải cùng này, phải. Phía bên đây từ số 0 và bên đây là gọi là phía bên phải, từ số 0 và phía bên đây gọi là phía bên trái. Phải cùng trái khác này, hoặc là ngoài cùng trong trái này. Đó. Thì ví dụ ở đây chúng ta thấy là y ở đây chúng ta thấy là nếu mà nó lớn hơn 0 thì nó tương ứng là ở đây là x nó sẽ thuộc là từ gì? Âm 2 cho tới dương vô cùng. Còn nếu mà x nhỏ hơn 0 thì x này nó sẽ thuộc là từ âm vô cùng cho tới âm 2. Ví dụ thế. Ha. Thì để mình xét giống những dạng này thì thường chúng ta sẽ đi tìm các nghiệm phân biệt của nó bằng cách là cho cái y hoặc là y phẩy. Nếu mà đạo hàm ta cho y phẩy ha. Hay là ví dụ thầy cho một cái y bằng x bình phương cộng 5x trừ 6 đấy. Thầy cho nhanh để nhẩm nghiệm. Đây có dạng là a cộng b cộng c bằng 0 này. Thì có phải một nghiệm ở đây là x1 sẽ bằng 1 và x2 sẽ bằng là c trên a là bằng âm 6 trên 1 là bằng âm 6. Thì trong quá trình xét dấu ấy, thì chúng ta phải sắp xếp theo thứ tự là từ bé tới lớn. Em hiểu không? Chúng ta phải sắp xếp từ bé tới lớn. Như vậy trong hai nghiệm 1 và 6 thì âm 6 nó sẽ là bé, chúng ta sắp xếp ở trước, số 1 xếp đằng sau. Thì chúng ta thấy là cái hệ số A ở đây người ta không biết, nghĩa là cái hệ số A chúng ta đây là bằng 1. Và 1 là gì? Lớn hơn 0. Lớn hơn 0 thì ngoài cùng nghĩa là cùng giống với hệ số A đấy. Ngoài cùng nghĩa là cái ngoài cùng ở này. Cái ngoài cùng đây gọi là cùng giống với A này. Cùng giống, ngoài cùng là cùng giống với hệ số A. Mà A ở đây là bằng 1 nghĩa là dương. Thì chứng tỏ cái đoạn này sẽ là dương. Thì ở đây là các cái nghiệm phân biệt nên nó sẽ đổi dấu qua các nghiệm phân biệt. Ở đây dương thì thằng này sẽ âm và thằng này sẽ dương. Ngoài cùng này, trong trái này. Ngoài cùng này, hai bên đây là hai phía ngoài này, bên đây là ngoài trong trái này, đây là phía trong này, bên đây là hai bên đây là phía ngoài này. Đó. Vậy thôi. Chúng ta hiểu nào? Và chúng ta lưu ý nè, ta chú ý một điều thôi. Chú ý nếu như mà quan nghiệm kép ấy
quan niệm kép thì không đổi dấu nhé, thì không đổi dấu. Thì thông thường á, ở trong tam thức bậc hai chúng ta nhớ là khi mà delta mà nhỏ hơn không nghĩa là vô nghiệm á, vô nghiệm thì nhớ là cùng dấu gì, thì khi đó là cùng dấu với a, được chưa? Cùng dấu với a, delta bằng không thì có nghiệm kép, nghiệm kép thì cũng cùng dấu với a, nhưng mà chúng ta trừ đi cho cái giá trị mà cái chỗ nghiệm kép á, em hiểu nào? Còn khi mà delta lớn hơn không thì có hai nghiệm, thì hai nghiệm thì chúng ta sẽ làm theo kiểu này, ngoài cùng trong trái, được không? Còn đối với ví dụ như là bậc 3 thì sao? Ví dụ như y bằng x mũ 3 cộng 3x trừ 6x cộng 1 chẳng hạn đi, thì gặp những cái dạng này thì chúng ta sẽ tìm nghiệm cho nó bằng không, sau đó chúng ta sẽ sắp xếp nghiệm ở đây, ví dụ x1, x2, x3, cái đều nào? Thì khi đó chúng ta sẽ xét dấu dùm thầy ở cái thằng ngoài cùng này, thằng ngoài cùng này, bằng cách chúng ta sử dụng thế. Ví dụ ở đây x3 này bằng 3 đây, chúng ta thế ở đây một cái giá trị nào vào, hoặc là cứ dưới cái dạng phân thức cũng vậy nghe. Thông thường ở những cái dạng này thì chúng ta sẽ ví dụ như ở cái dạng hàm số y bằng ax cộng b trên cx cộng d đi, ví dụ thế, thì chúng ta tìm giá trị này bằng không, này bằng không ha. Thì nếu mà để xét dấu thằng này thì chúng ta chỉ việc thế vào, sử dụng, nếu mà trên máy tính mà túi chúng ta sử dụng cái phím CALC này để chúng ta sẽ kiểm tra đây này, cái phím này này em nha, để chúng ta thử giá trị của nó đó, ít bằng bao nhiêu, để chúng ta thử giá trị nó bằng bao nhiêu để ra được âm hay dương, thì khi đó chúng ta sẽ lấy, được chưa? Chưa học gì hết mà hơn 12 phút rồi đó. Nhưng mà ở đây thầy nhắc lại để chúng ta nhớ, ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài số 1. Đầu tiên là vào có vẻ nó hơi cứng, hơi khó hiểu. Tuy nhiên khi chúng ta học và chúng ta đã hiểu và nắm cái cơ bản rồi thì những cái dạng này nó cũng không khó lắm đâu các em nha. Ta sẽ đi sang ở cái bài số 1, tính đơn điệu của hàm số. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu hỏi khởi động này. Một doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận khi sản xuất ít sản phẩm, và cái ít này nằm ở trong cái khoảng đó từ 0 cho tới 300. Nè, từ 0 tới 300 này. Nghĩa là nó ít này có thể bằng 0 hoặc là ít này là bằng 300. Được cho bởi cái hàm số y bằng âm x mũ 3 cộng 300 x bình phương. Được chưa nào? Đơn vị là 1000 đồng và được minh họa bằng đồ thị ở hình 1. Được chưa? Như vậy ở đây người ta nói là sự thay đổi lợi nhuận theo số sản phẩm xuất ra và dấu của đạo hàm y phải có mối liên hệ với nhau như thế nào. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là cái hàm số chúng ta đây là y bằng âm x mũ 3 cộng 300 x bình phương. Ở đây người ta nói là sự thay đổi lợi nhuận theo sản phẩm. Đây, sự thay đổi theo lợi nhuận theo sản phẩm là theo cái biểu đồ này. Ở đây là không thì các em thấy cái này tăng hay giảm? Cái này tăng này. Anh tăng lên cực đại tới đây. Các em hiểu không? Cái điểm này là điểm cực đại này. Sau đó anh lại quay xuống này, anh giảm này. Từ đây này, cái nhánh từ đây nhá. Ta nhớ này, từ cái vị trí này, thầy đồ thầy tô để chúng ta thấy từ đây xuống đây là anh giảm này. Còn từ đây mà anh lên tới đây á là anh tăng, và anh tăng tới cực đại ở đây. Ta có hiểu đấy. Cái lợi nhuận nó sẽ tăng lên như vậy. Như vậy bây giờ người ta nói là dấu của đạo hàm y phẩy, thì bây giờ chúng ta sẽ tính cái đạo hàm. Như vậy y phẩy là đạo hàm cấp 1 của cái hàm số này thì chúng ta ai tính cũng được. Đúng không? Chúng ta đạo hàm lên. Thì đạo hàm cái này chắc ở chương trình lớp 11 chúng ta làm rồi chứ. Đâu cần phải làm chi tiết đến như thế này nữa đúng không? Cái số 3 này hạ xuống còn 3 âm x bình phương. Tại 3 trừ 1 ha. 2 nhân cho 300 là bằng 600x. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cho y phẩy bằng 0. Chúng ta cho y phẩy bằng 0 thì nghĩa là 3 âm 3x bình phương cộng 600x sẽ bằng gì? Bằng 0. Thì khi đó chúng ta sẽ đặt x 3x âm 3x ra chung, thì bên trong còn là x trừ 200, đúng không? X trừ 200 bằng 0. Nên từ đây chúng ta suy ra ở đây là âm 3x bằng 0 nghĩa là x bằng 0, và x này sẽ bằng nhiêu? X trừ 200 bằng 0 nghĩa là x bằng 200. Đó.
Kèm theo. Thấy chưa? Như vậy ở đây cái giá trị chúng ta ở đây là x bằng 0 và x bằng 200. Như vậy x bằng 200 này chính là đạt cực đại ở đây này. Như vậy thì cái bảng xét dấu của cái anh y phẩy ở trên cái đoạn từ 0 cho tới 300. Đấy. Từ 0 tới 300 thì các em thấy ở đây 200 nằm giữa là cực đại này. Như vậy thì ở phía bên đây là âm hay dương? Cái này là dương này. Tại vì anh tăng này, gọi là anh đồng biến đấy. Anh đồng biến là anh tăng lên này, là anh dương này. Còn phía bên đây là như thế nào? Anh âm này, anh giảm xuống. Em hiểu không? Đấy. Hiểu chưa? Gọi là ngoài cùng này. Tại vì hệ số A chúng ta này, hệ số A chúng ta bằng âm 3, mà âm 3 nhỏ hơn 0 thì chứng tỏ bên đây là ngoài cùng này, là âm này. Trong trái này, ở đây âm thì bên đây sẽ dương. Hiểu chưa? Thế đó. Như vậy thì ở đây thầy cũng giải chi tiết ra cho em xem này. Thầy nói luôn là do cái chữ thầy nó xấu, chữ X là giống chữ U ấy, thầy cũng giảng chi tiết xong. Những cái câu nào thầy giảng trên tờ giấy này thì thầy giải chi tiết luôn. Còn không là những cái câu mà có từ ngữ nhiều, lập luận nhiều thì thầy sẽ nói, cô sẽ đánh máy in sẵn cho em như thế này để chúng ta dễ hiểu ha. Nhưng mà đầu tiên chúng ta tính đạo hàm, chúng ta lập bảng xét dấu này. Nhưng mà kết hợp vào đồ thị ở hình 1, ta thấy lợi nhuận theo số sản phẩm xuất ra như nào? Tăng. Tăng khi nào các em? Tăng khi mà đạo hàm y phẩy này mang dấu gì? Dấu dương này. Đấy. Và lợi nhuận theo sản phẩm xuất ra giảm khi đạo hàm mang dấu gì? Dấu âm. Phía bên đây là giảm này. Kiểm tra nào? Ở đây tăng này. Và cái này giảm này. Ok chưa? Đó. Nên ban đầu hồi nãy thầy mình hướng dẫn lại cho các em ở cái vị trí xét dấu để chúng ta nắm. Từ từ em học toán mà em nôn là không thể nào mà giỏi được đâu. Tại vì trong quá trình dạy á, thì thầy có nhắc lại cho các em những kiến thức cũ, rơi vào những cái chương trình dưới nhiều toán lớp 10 tới 11, thậm chí là toán trung học cơ sở các em nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 1, đó chính là nhận biết tính đơn điệu của hàm số bằng dấu của đạo hàm. Dấu đạo hàm ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái hoạt động 1 em nha. Người ta yêu cầu như đây. Nêu định nghĩa hàm số đồng biến. Cái từ đồng biến ngay thực chất nó không còn gì xa lạ đối với các em khi mà chúng ta được học ở trong chương trình lớp 9 rồi, đúng không nào? Đồng biến, hàm số nghịch biến trên tập K là con của R. R này chính là tập số thực. Đây cái hiệu đề là tập hợp con, đúng không nào? Trong đó K là một khoảng đoạn hoặc nửa khoảng, đúng không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta phải nêu lại. Như vậy thì chúng ta có là gì? Chúng ta cho K là một khoảng đoạn hoặc là nửa khoảng. Ta giả sử cái hàm số chúng ta là y bằng gì? Y bằng fx. Là một hàm số xác định ở đâu? Hàm số xác định ở trên K này, trên một khoảng hoặc trên một đoạn hoặc là nửa khoảng. Thì hàm số fx này nó đồng biến. Đồng biến khi nào em? Đồng biến ở trên K nếu mọi x1 và x2 thuộc K. Và đồng thời, nghĩa là khi đó nó sẽ cùng chiều, nghĩa là cùng dấu. Nghĩa là nếu mà x1 nhỏ hơn x2 thì sao em? Dấu này nó cùng chiều thì khi đó chúng ta thế cái x1 vào đây, thì khi đó fx1 nó dấu này cùng chiều, đây dấu bế thì chỗ này sẽ là dấu bế, thì nó sẽ đồng biến. Hoặc nếu như ở đây x1 mà lớn hơn x2 thì fx1 sẽ lớn hơn fx2. Nó có hai trường hợp như vậy. Thì cái thằng này là gọi là đồng biến này. Hiểu chưa? Đồng biến. Và trường hợp ngược lại, nếu như ở đây x1 mà nhỏ hơn x2 thì ở đây là gì? Fx1. Bây giờ nãy cùng chiều này, dấu nhỏ thì đây là dấu nhỏ thì nó sẽ đồng biến. Nhưng khi x1 với x2, đây là hai nghiệm phân biệt của cái anh y bằng fx này bằng 0 này. Ta xác định được hai nghiệm phân biệt này, khi đó chúng ta sẽ thế fx1 vô và fx2 vô. Nếu ở đây cùng chiều thì đồng biến, còn nếu ở đây ngược chiều, ở đây dấu bé thì đây dấu lớn, thì nó sẽ như nào? Nó sẽ nghịch biến. Nó sẽ nghịch biến. Chúng ta hiểu cái này chưa? Ok. Còn nếu mà trên đồ thị á, đồng biến á, nha, đồng biến này, em nhìn này. Nếu ở trên cái hình 1 này này, đồng biến nghĩa là anh đi lên này. Cái anh này gọi là cái nhánh này gọi là nhánh đồng biến này. Đồng biến là anh đi lên.
anh đi lên là từ trái sang phải này. Còn cái anh mà cái nhánh mà đi xuống nghịch biến, nghịch biến đi xuống là sao em? Là anh đi đi đâu hả? Anh đi lên mà từ trái sang phải đúng không, thì anh là nghịch biến. Còn anh là đi từ trái sang phải mà đi xuống thì nghịch biến. Còn bên đây là đồng biến ha. Nói nhiều lúc nó bị líu lưỡi em. Rồi ok, đây em nhìn này, nếu anh đây mà đi xuống này, anh đi xuống từ đây xuống đây là anh là nghịch biến này, cái nhánh này nhánh nghịch biến này. Còn cái thằng này đi từ đây đi lên này, anh phía nhánh bên đây là đồng biến này, anh bên đây là nghịch biến này. Ok chưa? Rồi đây cho em xem, thầy giảng thì đã giảng rồi, sau đó đưa cho các em bài giải chi tiết để chúng ta có thể ghi chép một cách bài bản. Nhưng mà ghi mấy cái này nữa thì lâu lắm em, tại vì năm nay thầy nhiệm vụ thầy là phải quay sớm để chúng ta có cái học sớm, rồi cuối năm học kỳ 1 học kỳ 2 cuối năm để chúng ta sửa chữa đề cho nhiều em, để mà hướng tới cái việc mà thi tốt nghiệp với đại học nha. Rồi chúng ta sẽ xem chưa, khi chúng ta lưu ý mỗi lần mà thầy đưa cái đáp án này ra thì chúng ta sẽ tiến hành là bấm dừng màn hình lại để chúng ta có thể ghi chép một cách bài bản. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái câu B em nha. Ta đi sang câu B này để chúng ta áp dụng này được không? Bây giờ này, cho hàm số y bằng fx, x bình phương cái đồ thị này, người ta đã cho em đồ thị này. Nhìn là đồ thị này biết chứ, ví dụ x bằng 1 thì y bằng mấy? Y bằng 1 này đúng không? Dù x bằng 2 thì y bằng mấy? Y bằng 4 này. Xác định khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số đó, đồng biến và nghịch biến đúng không? Bây giờ thầy nói rồi, hồi nãy nếu mà trên đồ thị á là từ trái sang phải mà đi xuống á, anh nghịch biến đúng chưa? Nhưng nghịch biến như vậy ở phía bên đây là âm vô cùng, ở đây là dương vô cùng. Như vậy anh từ đây qua đây, từ đây qua đây thì anh đi xuống thì chứng tỏ là anh nghịch biến đúng không? Như vậy cái, như vậy nghịch biến là đâu em? Nghịch biến đó chính là từ âm vô cùng trở đến mấy? Không. Còn đồng biến, đồng biến là anh đi lên, là từ không này anh đi lên ở đây cho tới dương vô cùng, từ đây qua đây là anh đồng biến này. Đồng biến là ở đây từ không cho tới dương vô cùng, em hiểu không? Rồi, rồi tiếp tục chúng ta có là gì? Bây giờ đây người ta yêu cầu các em xét dấu của đạo hàm f phẩy x bằng 2x. Ở đây đạo hàm thằng đây này, đạo hàm thằng đây x bình phương đạo hàm thì cái thằng này bằng 2x đúng không? Đây chúng ta xét dấu thằng này. Như vậy thì để xét dấu thằng này thì đầu tiên chúng ta sẽ cho các em thấy là 2x này như nào, nó lớn hơn không? Với gì? Với mọi x này nó thuộc ở trong cái đoạn đồng biến là từ 0 tới như vô cùng này nha. Với mọi x thuộc ở từ 0 cho tới như vô cùng thì thằng này sẽ lớn hơn không? Nghĩa là cái y phẩy á, cái y phẩy này sẽ bằng này lớn hơn không? Còn y phẩy này bằng 2x nhỏ hơn không khi nào? Đấy, nhỏ hơn không khi anh nghịch biến này. Nghĩa là với mọi x sẽ thuộc ở đây là từ âm vô cùng trên tới mấy? Từ 0 đúng không? Rồi xin dấu vậy thôi. Rồi tiếp tục ta đi sang ở phần câu hỏi trang thứ 6 nha. Người ta yêu cầu gì? Nêu mối liên hệ giữa sự đồng biến nghịch biến của hàm số fx bằng x bình phương và dấu đạo hàm f phẩy x bằng 2x trên cây khoảng từ âm vô cùng từ 0 và từ 0 đến dương vô cùng. Nhưng mà mối liên hệ là gì? Trong cái khoảng này từ âm vô cùng cho tới 0 thì hàm số như nào em? Nghịch biến. Nghịch biến, nghịch biến thì khi đó cái fx, cái f phẩy x của chúng ta là như nào? Lớn không hay nhỏ không? Chắc chắn sẽ nhỏ hơn không. Còn trong cái đoạn này, trong cái khoảng này thì nó sẽ đồng biến. Đồng biến, mà đồng biến thì khi đó f phẩy x này nó như nào? Nó sẽ lớn hơn không? Nó sẽ dương. Em hiểu chưa nào? Đấy. Còn với mà x mà bằng 0 á, x bằng 0 thì chúng ta sẽ có là chúng ta thế f bằng 0 nhé. Nếu mà x bằng 0 thì chúng ta thế f của 0 vô thì chỗ này cái 0 thì 0 bình phương thì bằng 0. Còn x bằng 0 chúng ta thế như f phẩy 0 thì 2 nhân cho 0 thì nó bằng 0. Đúng không? Về bảng biến thiên này. Ở đây là âm vô cùng.
ở đây là 0, x bằng 0. X bằng 0 thì thằng này cũng bằng mấy? Đấy, x bằng 0 thì cái anh f phải x này bằng mấy? Bằng 0 này. Như vậy chỗ này người ta sẽ điền nó chính là số 0. Thì khi đó fx này cũng nhận giá trị là mấy? Là 0. Đấy, các em hiểu không? Thầy nói là này, x bằng 0 thì chúng ta thế ở chỗ đây. Thế ở chỗ đây, như vậy nghĩa là f0, nghĩa là bằng 0 bình phương thì bằng 0. X bằng 0 chia ra f phẩy 0. F phẩy 0 thì chúng ta thế ở chỗ đây, nghĩa là khi đó nó bằng 2 nhân 0 thì bằng 0. Đó, nên là chỗ đây có số 0, số 0 này. Có đúng không? Như vậy phía bên đây thì nó là dấu gì nha? Đi dấu trừ. Ở đây người ta sẽ điền nó là dấu trừ, và bên đây người ta sẽ điền nó là dấu cộng. Các em không? Dấu trừ thì từ dương vô cùng ở đây thì anh đi xuống, ở đây giá trị đây không, đây dấu cộng nên từ số 0 thì người ta đi lên. Nên cái hình ảnh của đồ thị người ta nhìn vào đây, người ta sẽ thấy được hình ảnh đồ thị là anh từ đây xuống đây và anh lên đây. Đó, các em thấy không? Vậy thôi. Ok, học phần này thì nó hơi khô các em, nó hơi khô khan một chút cho nó không có sự ướt át, giống như học về lượng giác hay là đạo hàm hay một số cái, nên các em từ từ cảm nhận cho thầy nghĩ là nó cũng hơi khô khan một chút nha. Cứ nhớ ở phần đồng biến và nghịch biến, nghịch biến thì nó đi xuống và đồng biến thì anh đi lên, đồng biến là anh dương và nghịch biến thì là anh âm. Ta xem ý thứ nhất. Ý thứ hai và ý thứ ba. Thì mối liên hệ kia. Đánh máy nó bị nhầm chút. Đây, bạn Minh Thiên này. Được chưa? Rồi, ta có định lý này, ta ghi lại định lý sau. Cho hàm số y bằng fx có đạo hàm trên cái tập k là con của r, trong đó k là một khoảng đoạn hoặc nửa khoảng. Nếu này f phẩy x lớn hơn 0, nghĩa là dương đúng không, với mọi x thuộc k thì hàm số như nào? Nếu mà dương thì nó sẽ đồng biến, và nếu mà nó là âm thì nó sẽ nghịch biến trên k, trên k. Chú ý, nếu hàm số y bằng fx đồng biến trên tập k hoặc nghịch biến trên tập k thì hàm số y bằng fx còn được gọi là đơn điệu trên tập k, là con của r. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ xét cái tính nó đồng biến hoặc nghịch biến, đơn điệu lên xuống, lên xuống, đơn điệu. Ta ghi thầy phần chú ý này vô. Đó, ok chưa? Thầy đề nghị chúng ta sẽ ghi cái thằng này vô và ghi phần chú ý này vào ở trong vở để chúng ta học thuộc, được chưa nào? Và chúng ta cũng sẽ học lại bảng đạo hàm và cái quy tắc xét dấu ở chương trình toán lớp 10. Ở trong clip sau thì thầy sẽ bắt đầu quay cho em bắt đầu từ ví dụ 1 trở đi. Thầy phân tích từng ví dụ, làm cho em phần luyện tập. Các em sẽ làm những công việc đó, xem ví dụ 1, làm thầy phần các phần luyện tập hoạt động các kiểu đi. Sau đó mới xem clip của thầy sau. Được không nào? Cho bây giờ mà quay hết cả một cái bài này trong một clip là dài lắm em. Dài lạy luôn á, nên là thầy phải cắt ra. Các clip các em cứ vào ở trong kênh thầy Quang, vào danh sách phát sẽ có đầy đủ các video để các em học nha. Thầy cũng chúc cho em học tốt, bye bye. Các em nhớ chia sẻ kênh của thầy cho các bạn cùng học. Và ở trong kênh của thầy, thầy cũng sẽ quay 3 bộ. Nếu chúng ta xem ở cái bộ cánh diều mà cảm thấy chưa được hiểu lắm thì chúng ta cũng có thể qua ở cái bộ kết nối và chân trời để chúng ta xem thêm để bổ trợ kiến thức thêm các em nha. Đấy, chúc em học tốt nha, bye bye. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.